À, trước khi hát bài hát này, mình muốn gửi một lời cảm ơn tới một người, và mình nghĩ là bây giờ nếu mà mình không không cảm ơn người đó thì nhiều khi mình sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa. 3 4 năm về trước thì con có làm trợ lý sản xuất cho chú Huy Tuấn. Và thực sự thì con có gửi demo cho chú. Và con nhớ lúc đó là 12 giờ 07 hay 08 phút gì đó, chú gửi cho con một cái mail. Và cái mail đó làm động lực cho con tới bây giờ. Ồ, vậy hả cả? Tới ngay bây giờ. Con nghĩ là Wow. con nợ chú một lời cảm ơn. Chú rất vui. Con có thể đến con ôm chú một cái được không ạ? Hey, tuyệt vời, chú rất vui về điều này. Cố lên nhá, cố lên. Khi mà mình có thể hát cho quý vị nghe, quý vị sẽ cảm nhận được tinh thần đó, sự đơn giản tự nhiên đó, cũng đúng như là trong tựa đề của bài hát, đó là cứ để mọi thứ tự nhiên. Trời ơi, oppa Hàn Quốc quá đi, dễ thương không quý vị? Nét đẹp trai này làm Huyền liên tưởng tới Eric, cũng đẹp trai ngời ngời. Eric ơi. Em cảm thấy rất là bất ngờ bởi vì là hôm nay không thể tin là em lại gặp lại một người bạn của em. Đây là một người bạn mà học chung trường với em hồi cấp 3. Hai anh em thì ngày xưa rất là hay đi lên trên sân khấu của trường để biểu diễn. Cho nên là em đã biết được về cái đam mê của Chí Minh từ xưa đến giờ. Và cho đến ngày hôm nay khi mà thầy Chí Minh đứng trên sân khấu và sắp sửa sẽ trình diễn một ca khúc của chính mình sáng tác thì thực sự em đang rất là mong chờ. Và em hy vọng là Chí Minh hôm nay sẽ thể hiện thật tốt và chốt được thật nhiều deal trong chương trình Big Song Big Deal hôm nay. Trời ơi, sao chị hay quá vậy? Hỏi chơi thì không biết hỏi ai, hỏi Eric mà tự nhiên cùng đẹp trai mà cùng chung trường luôn. Với một vẻ ngoài như thế này, Thanh Huyền nghĩ là âm nhạc của bạn cũng rất là văn minh và cũng rất là đẹp. Hãy cùng chờ đón đoạn teaser đến từ bạn ấy. Hello Trang My, ai kêu em đi thi vậy? Có phải chị Mỹ Lệ không? Dạ. Học bộ đôi chán nhau. Dạ trùng hợp ạ. Dạ trùng hợp. Chị ơi, có thể về cùng team với chị được rồi, hôm nay rất là color. Dạ. Dạ, là đầu tư luôn không chị? Có vẻ đó. Có vẻ. Mình cũng chia sẻ một chút xíu là hình như là một hôm trong một cái tiệm làm tóc, mình được bạn tra tấn nguyên một cái khoảng thời gian gần 5 tiếng đồng hồ là chỉ có mở cái mashup của bạn. Dạ. Và mình phát hiện ra các bạn trẻ bây giờ công nhận là giỏi, có nhiều cái ý tưởng rất là hay. Và hôm nay mình rất mong sẽ thưởng thức được những phần trình diễn, những bài hát từ chính bạn sáng tác. Mấy em tra tấn chị Lệ xong giờ tóc chị Lệ đủ màu luôn nè. Nhìn như hai chị em sinh đôi. VP Bank Bram, thương hiệu tài chính đầu tiên dành cho thế hệ sống bứt phá, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.